các bạn ơi, bây giờ mình xử lý một số câu các bạn hỏi nhé. Câu đề hoán thụ này, 20-21 này. Tiên hỏi câu 34 đúng không? Hỏi câu 34, đây là chữ đề hoán thụ nhá. 20-21. Câu 34 là câu về nhị thức Newton. Nó hỏi là tổng hệ số của cái khai triển 4 trừ đi 3x tất cả mũ 20. Thì câu này thực ra bạn hình dung thế này này. Bình thường cái này mà khai triển ra, đây tôi ghi cho mà xem. Tổng sigma k từ 0 cho đến 2020 không? Đấy, CK 2020 nhân với lại 4 mũ 2020 trừ k nhân với trừ 3x tất cả mũ là 20 à, mũ k. Hay là mình nếu bình thường mình tìm những cái hệ số mũ khác ấy, mình sẽ nhóm nó lại. Đấy, CK 2020 này nhân 4 mũ 2020 trừ k nhân với trừ 3 mũ k, đây là hệ số này đúng không? Và nhân thêm x mũ k nữa. Thì ở đây cái phần hệ số của nó thực ra nó là cái phần này. Đúng không ạ? Đây là phần hệ số. Đây hôm trước tôi đã nhắc lại, đây là phần biến. Thế thì ở đây cái làm sao để tìm một tổng hệ số bây giờ? Có phải tổng hệ số bản chất là mình sẽ thay lần lượt k bằng 0, bằng 1, bằng 2, bằng 3 vào cái ông này thôi. Đúng nhỉ? Bạn sẽ thay k bằng 1, bằng 0, bằng 0, bằng 1, bằng 2, bằng 3 để đến cho đến k bằng 2020 vào cái phần hệ số này thôi. Xong bạn cộng tất cả nó lại với nhau. Đúng không nhỉ? Nhá, em hiểu bản chất này. Đấy, thế vậy thì tổng cái hệ số đấy, nó chính là cái gì? Nó chính chẳng qua là tổng sigma k chạy từ 0 cho đến 2020 của cái phần này, CK 2020 nhân với 4 mũ 2020 trừ k nhân với lại trừ 3 mũ k. Và cái phần biến này tự dưng là nó mất. Cái phần biến này là nó biến mất luôn. Thế vậy thì mình nghĩ để làm sao để cho phần biến biến mất bây giờ? Làm sao để phần biến biến mất, những cái x này biến mất luôn. Không có sự xuất hiện gì của x ở đây cả. Đấy, không sự xuất hiện gì có ích này. Thì cái kinh nghiệm, một cái mẹo rất, cái mẹo nhỏ đó bạn nhé. Đấy, đó là các bài mà tính tổng hệ số của khai triển. Khi mà muốn tính tổng hệ số của khai triển ấy, thì chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta sẽ thay. Các bạn cứ thay nhé, có cái biến nào cho thay bằng 1 hết. Thay tất cả các biến bằng 1. Ví dụ ở đây có biến là x thì thay x bằng 1. Biến là x là y thì cả x cả y cho 1 hết. Nhá. Thì khi thay 1 có phải là 1 mũ k luôn là bằng 1 không? Đấy, tự dưng là phần biến là không còn nữa. Nhưng mà thay vì thay vào đây ấy, thay vào đây làm gì cho khó? Thay vào cái đầu tiên này này. Thay vào đây này. Thay 1 vào đây. Thì có phải khi thay 1 mình được là gì? 4 trừ đi 3 nhân 1 tất cả mũ 2020. Tổng hệ số đấy sẽ bằng là gì? 4 trừ 3 tất cả mũ 2020. Có phải 1 2020 không? Bằng 1. Đó, giải quyết rất nhanh. Như vậy câu này chọn là D. Thấy chưa? Cái kinh nghiệm ở đây là chúng ta thì sử dụng là chúng ta sẽ thay biến, có biến nào thay bằng 1 hết. Nhớ nhá, kể cả x, cả y, cả z ấy, cứ có thằng nào là biến thì thay hết bằng 1. Đó, các bạn quan sát câu 42 này. Câu 42 của tôi như thế này. Để tóm tắt vào cái đề bài tí. Biết là phương trình là AX mũ 4 cộng BX mũ 3 cộng CX bình cộng DX cộng E bằng 0. Đấy, nó có 4 nghiệm. 4 nghiệm thực phân biệt. Và nó cho những cái thằng là A, AB khác không? Hai thằng này khác không nhá. Nó hỏi cái phương trình sau đây có bao nhiêu nghiệm thực. Đây, hỏi phương trình này. 4AX mũ 3 cộng với 3BX bình cộng với 2CX cộng D tất cả bình này trừ đi 2 lần 6AX bình cộng 3BX cộng C nhân AX mũ 4 cộng BX mũ 3 cộng CX bình cộng DX cộng E bằng 0. Rồi, có bao nhiêu nghiệm nhé. Bây giờ mình quan sát này, mình nghiên cứu. Tôi thấy là bọn này có liên quan đến nhau này. Thằng này thì đúng là cái là trò rồi. Thằng này chính là đạo hàm, thằng thứ nhất chính là đạo hàm thằng này. Sau đấy nếu thằng này mà đạo hàm tiếp, nó ra cái này. Để ý nha. Nhìn nha, tôi làm thử nhé. Bây giờ tôi đặt fx đi bằng ax mũ 4
cộng bx mũ 3 cộng cx bình cộng dx cộng e. Thì bạn thử tính f phẩy mà xem. Có phải là 4ax mũ 3 cộng 3bx bình cộng 2cx cộng d không? F 2 phẩy luôn này. 12ax bình cộng với 6bx cộng với 2c. Thì nếu thay đặt 2 ra ngoài có phải là trong là 6ax bình cộng 3bx cộng c không? Đây nhá. Thằng này chính là cái đằng này chưa? Đây, cái thằng thứ hai này chính là ông đầu tiên. Thế vậy thì cái này thì mình sẽ chuyển thành cái gì? Như vậy cái đề bài của ta nó sẽ thành là cái phương trình này nhá, sẽ thành là đây là f phẩy x tất cả bình trừ đi f 2 phẩy của x nhân với fx bằng 0. Đúng không? Ra như này. F 2 phẩy của x tất cả bình trừ f phẩy bình này chứ này, thì cái này thực ra làm này nó phải có một chút kinh nghiệm rồi. Đấy, làm này phải có một chút kinh nghiệm rồi mới xử lý được. Đó là cái thằng này này, thì tôi nghĩ trong đầu tôi là tôi nghĩ đến một cái liên hệ với đạo hàm của lớp 11. Đạo hàm thế nào nhá, bạn bạn quan sát này. Bây giờ tôi thử cái này đạo hàm cho bạn xem. Đấy, cái này là phải biết rồi thì mới làm được. Ví dụ tôi có một cái biểu thức như này, f phẩy x trên fx tất cả phẩy, đạo hàm nhá. Thì em thử tính đạo hàm, cái này dùng là u trên v. U trên v thì có phải là u phẩy f phẩy mà lại phẩy nữa là f 2 phẩy không? U phẩy nhân nhân v. Đấy, trừ đi v phẩy nhân u hay là v nhân u phẩy, thì cái mẫu này phẩy có phải là f phẩy không? F phẩy nhân f phẩy là f phẩy x tất cả bình. Nào, nhìn không? Nhìn cái này đúng giống cái này chưa? Nó chỉ ngược dấu thôi. Nào nhỉ? Nó chỉ ngược dấu thôi. Đấy, còn giống nhá. Bây giờ u phẩy nhân v trừ đi v phẩy nhân u trên v bình, đúng không, trên mẫu bình phương, tức là f x tất cả bình đó, trên f x tất cả bình. Thì cái này đúng gần giống như cái tử ở trên này chưa? Cái này thực ra là cho này, nhưng mà tôi có thể lấy đối ấy bạn, tôi có thể tương đương cái này này, ta đưa cái thằng này ra lần trước được. Đây này, cho thằng này lần trước cũng được. Đấy, bạn sẽ ra là f 2 phẩy x này trừ đi f x này, à, nhân nhân với f fx này, xong lại trừ đi f phẩy của x tất cả bình. Đấy, thì đây là cái tử mà tôi sẽ tiện thể tôi chia luôn lấy cái mẫu này này. Mẫu của tôi là fx tất cả bình bằng 0. Đúng không? Vừa đảo thứ tự nhá, thì cái này có phải vừa tôi vừa tính thử bạn xem nó là cái này không? Thì tôi dùng kết quả này tôi thay bằng cái này. Tương đương bạn ra là f phẩy x trên fx mà đạo hàm bằng 0. Đúng không? Đấy, f phẩy x trên fx mà đạo hàm bằng 0. Tuy nhiên đề bài nó lại cho mình thế này này, nó lại cho là cái thằng fx ban đầu nó có 4 nghiệm phân biệt. Đấy, đề bài nó lại cho mình tiếp nhá. Thằng fx ban đầu ấy nó có 4 nghiệm phân biệt. Thì chẳng hạn mình gọi là x1, x2, x3, x4 đi. Được chưa? Đấy, thì khi gọi này thì khi nó có bốn nghiệm phân biệt này mà bản thân thằng fx là bậc bậc 4 các bạn. Bậc 4 hệ số cao nhất là bằng a2 này. Đấy, thì bắt đầu có phải là khi đó fx nó sẽ có các cái nhân tử, có các nghiệm thì có nhân tử nhá. X chứa x1 này. X chứa x2 này. X chứa x3 này. X chứa x4 này. Nhưng bạn nhớ là phải ở với nhân hệ số a vào cái này. Đặt a vào đây này. Đấy, đặt nào chỗ này nhá. Thì bây giờ fx của ta là nó dạng như thế này. Đấy, fx mình dạng này. Bây giờ mình sẽ tính cái dạng f phẩy nó có dạng như nào nhé. F phẩy thì bạn nhớ là khi mình đạo hàm ấy. F phẩy thì khi đạo hàm, vì là cái này là tích của 4 thằng. Nên là khi đạo hàm có phải bạn sẽ đạo hàm là cứ đạo hàm một thằng xong nhân đến 3 thằng kia không đạo hàm không? Ví dụ đây là thằng thứ nhất này. U v v kép m chẳng hạn, thì u phẩy nhân v nhân v kép nhân m. Đúng không nhỉ? Thì những ông này, này khi đạo hàm nó phải đều ra 1 không? Đều ra 1. Hệ số a thì vứt ra ngoài nhá. Thì có phải thằng nhất nó sẽ là thằng thứ nhất này đạo hàm nó sẽ mất này. X chứa x2, x chứa x3, x chứa x4 không? Đấy là thằng thứ nhất. Đạo hàm thằng thứ hai này thì lại luôn lại mất thằng thứ hai. Đấy, x chứa x1, x chứa x3. Đấy, x chứa x4. Tiếp tục này, mình đạo hàm thằng thứ ba, đấy cũng như kiểu vậy. X chứa x1 này.
x chứa x2 này, x chứa x4 và tiếp tục đạo thằng cuối cùng thì có được ba thằng đầu thôi. X chứa x1, x chứa x2 và x chứa x3. Được chưa? Đấy, thì cái đạo hàm phải ra thế nào? Sau đó bạn lấy f' là bạn chia cho f. Bạn lấy f' chia cho f thì khi lấy f' chia f nhá. Đây thì viết vào đây này, f' chia f này. Thì có phải hai thằng này có hệ số a là nó hết rồi. Nó hết. Bởi tại sao tôi lấy f' chia f để cho nó ra cái này. Đấy. A với a là hết rồi. Bắt đầu này. Cái thằng này bạn nhớ cái thằng f' là tử nhá. Thì có phải lấy lượt từ thằng này chia xuống mẫu không? Thằng này chia xuống mẫu có phải nó hết x1, x chứa x2 này, x chứa 3, x chứa x4. Đấy, nó hết hai ba thằng này này. Vậy nó còn là 1 trên x chứa x1. Đấy, tiếp theo này. Đến thằng thứ hai thì nó lại khuyết là thằng này khuyết thằng x chứa x2 không? Triệt tiêu thằng này thì còn là 1 trên x chứa x2. Tương tự như vậy thì là x chứa x3 ở đây này cộng 1 trên x chứa x4. Được chưa? Đấy, thực ra cái này là một cái rất quan trọng. Đấy, từ cái bút đỏ này. Đấy, quan trọng. Đây, giờ kiếm một tờ giấy khác viết nối xuống đây cho bạn xem nhé. Đây, để tôi phải nối vào đây, bài này nó đáng nghe viết một tờ giấy riêng. Sau khi có cái f phẩy trên f như này rồi, mà bạn ý là tôi phải đạo hàm không? Cái phương trình này thực ra là tôi phải đạo hàm này. Đây, tôi phải đạo hàm, chứ đạo hàm cả cái này. Thay vì đạo hàm cái bên trái này, tôi sẽ đạo hàm cái thằng này. Đạo hàm thằng bên này. Đấy, thì bạn thấy là khi thằng này mà đạo hàm. Đấy, thằng này đạo hàm hai cái vế trái của phương trình này, nó chính là từng thằng này đạo hàm một. X chứa x1 bạn hiểu x1, x2, x3, x4 đây là các con số rồi. Mình chẳng qua mình chưa biết thì mình giả sử là những cái con số đấy. Còn bản thân những x1, x2, x3, x4 là những con số cụ thể rồi. Đấy, thì khi tôi đạo hàm nhá, thì đây có phải là 1 trên u không? À 1 trên x, 1 trên u thì bằng là trừ u phẩy trên u bình. Nhưng u này phải là 1. Vậy là trừ 1 trên x trừ x1 tất cả bình. Cộng với trừ 1 trên x trừ x2 tất cả bình. Cộng với trừ 1 trên x trừ x3 tất cả bình. Cộng với trừ 1 trên x trừ x4 tất cả bình. Yeah, bằng 0. Đúng không ạ? Bằng 0. Nhưng mà nhìn này. 3, 4 cái mẫu này đều dương hết. Bình phương mà. Lại dưới mẫu là dương hẳn rồi. Các cái tử này đều là trừ 1. Vậy thì bạn có công nhận là cái vế bên trái này thực ra nó luôn nhỏ hơn không? Thì làm sao bằng không được? Nào, thì làm sao bằng không được? Vậy phương trình này có phải nó vô nghiệm không? Vô nghiệm. Đây chính là cái phương trình đề bài hỏi đây này. Đấy, đây chính là cái phương trình đề bài hỏi này. Đây này. Nãy thầy đã chuyển nó thành dạng này không? Sau khi thầy đặt lại f xong thầy chuyển nó thành dạng này không? Đấy, thì bạn thấy sau khi mình biến đổi một hồi, mình thấy thằng này vô nghiệm. Vậy số nghiệm ở đây là bằng 0. Không nghiệm. Đấy, đáp án là câu này phải là đáp án A. Nhá, không có nghiệm nào cả. Nào bây giờ đây nói chỉ nói qua cái hướng xử lý câu này nhá. Câu này tôi đừng đừng chữa đâu, bởi vì câu này cảm giác nó rất không khả quan khi thi. Câu này nó mang đậm 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 tính chất người ra đề. Đây các bạn này, câu 43 nó như này nhá. Người ta đã trang trí một kim tự tháp hình chóp tứ giác đều, nó giống như là dạng như kiểu như kiểu cây thông hay cái gì đấy. Góc này, những cái góc này cho là góc ASB bằng 15 độ. Đấy. Thì góc cái góc ở đỉnh này này. Đấy, những góc này nó đều cho là 15 độ. Bằng sau đó trang trí thì bằng đường các đường gấp khúc này này. Đấy. Là bắt đầu từ A. Đấy, bạn nhìn cái đường nó này này, AE này. EAF này, đấy xong nó cứ chăng dần đi vòng quanh này này. Hiểu nhỉ? Đấy, với cái điểm này nó cho sẵn những cái thông số này rồi. Thì ở đây nhá. Ở đây cái vấn đề ở đây này là để mà tính được ra như cái này thì bạn phải xét từng cái mặt này ra, hoặc là bạn nghĩ thế này này, bạn sẽ trải hết cái mặt của các cái mặt của hình này này ra ngoài để bạn tính. Nếu như nhà ví dụ là muốn tính cái đoạn AEF, tôi phải cắt cái mặt SAB ra, xong là muốn tính EF phải cắt cái mặt SBC ra, tương tự những cái mặt khác tôi cũng cắt nó ra, tôi phải cắt nó ra thì tôi mới tính được nhá. Đấy, thì câu này phải nói chung là mình phải gọi là mình mở cái hình này này ra các bạn nhé. Chúng ta sẽ mở hình này này ra. Đấy, ví dụ là đang là những cái hộp và những cái mặt ghép vào nhau này, tôi mở nó ra, trải hết nó hình này này ra, thì khi đó tôi dùng các cái hệ thức lượng tôi sẽ tính được ra độ dài các cạnh, được chưa? Đấy, nhưng mà cái bài này tôi thấy là không không khả quan nên là tôi bỏ qua câu này nhá. Chữa câu nào nó hợp lý ấy. Đây ví dụ nó có 44 đi,
Đấy, hàm số bậc 4 này, có đồ thị như hình bên dưới, số điểm cực trị của hàm G bằng này. Thì thực ra câu này bạn thấy nó cơ bản không? Đúng không? Câu 4 này cơ bản đấy. Câu 4 này các bạn làm hết ở nhà chưa? Đấy, câu 4 này làm như nào nhỉ? 44 làm nào đây là tấm? Tấm làm 44 chưa? Đang đang không không nghe tầm nào nói gì. Làm được chưa em? Tập dưới được 44 chưa? Quỳnh làm con này chưa Quỳnh? Em cũng chắc đúng không anh ạ? Em làm cách như nào, em nói qua thử nghe xem nào. Lập bảng biến thiên xong tính đạo hàm xong À, xét thôi anh. thế em ra được là mấy cực trị? Em là ba. Em ra là 3. Câu 4, 44, đây là đề bao nhiêu ấy nhỉ? Mã mã đây đúng kỳ cho nó chính xác rồi nha. Mã 135. Câu 44. Ồ. Câu này Dương ra bao nhiêu ở Dương? Dương làm chưa? Dạ, Em làm để con này tôi chưa? đếm xem. Ảo lắm anh ạ. Rồi. Bốn Em khoanh gì đấy? đề Em gì? Em khoanh 3 à? không đề 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 Đây là 5 à? À, để xem nha, hỏi cho. Nhung làm con này chưa? em chưa anh ơi. Hà Linh làm chưa? Ra bao nhiêu? Em không nhớ em làm thế nào mà ra năm anh ạ. Để em đang lục lại trí nhớ tí. Bây giờ thôi mình cứ thử bắt tay vào làm với nhau nhá. Vâng. Theo như đề này của trường đáp án nó ra là C. Tôi phải soát lại cho các bạn. Nếu hỏi các bạn khớp rồi thì thôi. Đây là G phẩy. Để nó hàng này. U phẩy là trừ 3x cộng 3 nhân với F phẩy của trừ x mũ 3 cộng 3x. Thì G phẩy bằng 0. Có phải tôi sẽ ra được cái nọn con này là a trừ 3x bình chứ, là x bình bằng 1, tức là x bằng cộng trừ 1 không thằng này nhá, và thêm một cái nữa là f phẩy của trừ x mũ 3 cộng 3x bằng 0. Nhìn trên cái đồ thị này thì đây là đồ thị của fx, đồ thị của fx đây, đây là fx các bạn nhá. Thế vậy thì lấy đâu ra nghiệm của f phẩy bây giờ? F phẩy bạn nhìn mà cực trị đây, cực trị. Có phải những chỗ cực trị là những chỗ là gì làm cho f phẩy nó gì nó đổi dấu không, hay hiểu đâu là những cái chỗ đấy là phải bằng bằng không ấy? Thì trong trường hợp này f phẩy của mình bằng không tại những cái điểm này này. Đấy, dòng xuống đây, dụ đây là điểm A, đây là điểm B, đây là điểm C. Thì bây giờ nếu mà để nguyên thế này mà ABC này mà bấm máy mà giải ấy, thì tôi lại phải đi xét hàm số cơ. Thế thì để là dễ dàng ấy, hôm trước đã hướng dẫn các bạn này, với những cái vị trí này tôi còn có thể ước lượng theo đồ thị người ta, tôi chọn những cái con số cho A, B và C. Ví dụ con này nhỏ hơn âm 2 không nhỉ? Bạn nhìn cái đoạn A đến âm 2 với âm 2 đến 0 là nó gần như nó gấp đôi nhau. Con này ngắn hơn một xíu. Thì tôi có thể lấy con này khoảng độ âm 3,8 đi. Ví dụ thế nhá. Con B nó ở giữa khoảng trừ 2 đến 0, con tôi lấy con này là âm 1. Gần như trung điểm luôn mà. Con C nó khoảng từ 0 cho đến 2 mà check bên này một chút. Vậy tôi lấy nó khoảng độ chưa đến 1. Ví dụ nó đến 0,8. Nhá, bạn lấy 0,8 đi. Thì bây giờ tôi sẽ f phẩy mà bằng 0. Thế mà có phải là cái bên trong này sẽ bằng các ba giá trị này không? Bằng A, B, bằng C. Đấy nhá. Thằng dưới này, riêng thằng dưới giải ra thì có phải trừ x mũ 3 cộng 3x bằng thằng này. Ví dụ trừ 3,8. Trừ x mũ 3 cộng 3x bằng thằng này là bằng âm 1. Thực ra em giải nghiên cái này xong em xét được một cái điểm trong khoảng này cũng được. Nhưng mà để cái này bấm máy cho nó nhanh. Trừ 1 và trừ x mũ 3 cộng 3x. Tôi lấy 0,8 đi. Đến đây tôi bấm máy tính đi. Tôi giải phương trình bậc 3 và 3 nghiệm này.
bấm máy tính luôn. Đó. Bấm máy nhá. Em nhập cái phương trình này này. Rồi ba phương trình này mà bấm. Menu 9 này, giải phương trình là 2 bậc này, bậc bậc 3 đúng không? Trừ 1. Bậc 2 khuyết thì nhập 0. Bậc 1 là bằng 3. Đấy, con này nếu chuyển sang thì thành 3,8. Tôi chỉ cần biết nó bao nhiêu nghiệm thôi. 1 nghiệm này. À, cái này là y rồi. Cái này y rồi này, nhìn nó có cái cộng đuôi là y rồi. Vậy vô nghiệm nhá. Vậy thì thằng này có 1. Thằng này có 1 1 nghiệm nhá. Tiếp tục bấm sang thằng tiếp tiếp theo. Hai thằng tiếp theo đều ra 3 anh ạ. Thì à, ok bấm bấm lại nhá, mình sửa số cuối cùng thôi. Thằng này là âm 1. Chuyển sang là bằng 1. Đấy, bằng 1 nghiệm, 2 nghiệm. Nào, 2 nghiệm, 3 nghiệm, ok, 3 nghiệm. Rồi, đến thằng cuối này. Thằng cuối thì hệ số này chuyển sang là trừ 0,8. 1 này, 2 này, 3 này, ui, ngon luôn. 3 nghiệm. Thì bạn nhớ có phải hôm trước mình học là bản thân số cực trị của một cái hàm số luôn luôn là mình, nếu nói chung là đa thức ấy, thì chúng ta luôn là tìm số nghiệm đơn, không hay nghiệm bộ lẻ ấy. Bộ lẻ hay mình cứ hiểu nó là nghiệm nghiệm đơn, thì trong bọn này nhá, tất cả bọn này nghiệm đơn hết. 133 này là số nghiệm đơn này, ở đây có hai nghiệm này cũng đơn luôn này, cộng hết vào này, 2 cộng 1 cộng 3 cộng 3 là 9, còn 4 chọn là C, được chưa? 9 nghiệm bộ lẻ. Em nhớ tại sao em ra nong rồi anh ạ. Em nhầm cái gì? Em cũng làm như thế, nhưng mà em lấy cái nghiệm cắt là cái những cái chỗ mà đồ thị cắt trục ô ích kìa anh. Em lấy những cái chỗ này gì? Vâng đúng rồi ạ. Em nhầm mất một cái là đây là đồ thị của F không phải F phải. Vâng. Đúng rồi. Đấy, lưu ý câu 44 nhé, câu này là câu ăn được các bạn nhá. Trong khả năng câu này đây này. Đấy, chúng ta câu nào mà hiểu nó viển 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 vông ấy thì bỏ qua. Làm gì mất thời gian. Nhưng cái câu mà nó rất cơ bản, nó ăn được là phải ăn. Thấy nhá, chữa 44 đi. 3/64 nhá. Ok, vậy là 3/64. Đây bây giờ mình loát lại một tí nhá. Loát lại một thứ cho các bạn hình dung câu này lại này. Đầu tiên thì tôi tư duy này, tôi đặt một đây hệ trục OXY vào đây. Đấy, vì thực ra những cái ô này nó giống như kiểu các tọa độ ấy, trong mặt phẳng OXY ấy. Vị trí lúc đầu tôi gọi là X0, Y0 đi. Đấy, thì sau bước 1 thì nó sẽ dịch chuyển đấy. Ví dụ nó đi sang trái, sang phải, đi lên đi xuống cái đấy, thì giống lại là đi một nước như vậy là nó chỉ có thể là cộng hoặc là trừ 1 hoặc là giữ nguyên thôi. Vậy thì nó sẽ là x0 cộng x1 này, y0 cộng y1 này. Đấy, sau đấy thì tôi sẽ thấy là ba cái hai cái con cộng thêm này, nó chỉ có thể trong cái các cái số là 0 trừ 1 với lại 1. Ok chưa? Sau đến bước 2 tương tự vậy, cộng thêm lượng x2 vào. Y2 vào. Đấy, bước 3 này cộng thêm x3 y3 vào. Và tất cả x1 x2 này, x1, x2, x3 này, y1, y2, y3 đều thuộc cái miền này hết. Đều thuộc cái tập hợp là 0 trừ 1, 1 hết. Đấy, bởi vì một nước nó chỉ đi một ô bên cạnh thôi mà. Sau đó thì tôi thấy là bây giờ để nó về vị trí cũ thì rõ ràng là bất xuất phát từ x0, y0 thì về lúc về nó phải về x0, y0. Vậy thì cái cụm cộng thêm này nó phải bằng 0. Đây tôi suy ra đây. Đây tôi suy ra này. Đấy, mà muốn xảy ra nhá, vấn đề là ba con này đều trong cái tập là trừ 1, 1, 0. Đấy, trừ 1, 1, 1, 0. Thì có bằng có phải nó sẽ là ba số là trừ 1 cộng 0 cộng 1. Đấy, thì nếu mà hoán vị bọn này nó có ba giây thừa cách. Đấy, còn nếu hoán vị của thằng này thì nó cũng ba giây thừa cách. Nếu nhân với nhau là 36. Tuy nhiên đấy, tôi không được phép là hai con không thẳng thẳng vào nhau. Bởi vì nếu thẳng vào nhau ấy thì nó dẫn đến vấn đề là một cái nước ở đấy nó đi là 0 0, tức là nó không di chuyển. Thì đấy là vi phạm. Nó vi phạm không được đứng im mà. Một nước là phải em phải đi sang một trong 8 ô bên cạnh. Đấy, thế vậy tôi trừ đi này. Ví dụ tôi kể trường hợp thứ nhất là 0,0 đứng ở chỗ đầu tiên này, này. Thì tôi thấy nó có 4 trường hợp. Hoặc là em có thể nhầm cũng được. Em có thể tính bằng cách xét tính ra các cái khả năng ra. Ví dụ là đứng ở đây rồi thì bọn kia nó chỉ đảo vị trí với nhau thôi. Đúng không? Đấy, thằng thứ nhất thì có hai cách chọn. Đấy, thằng thứ hai có hai cách chọn nữa thì có phải là 4 không? 4 trường hợp mà bây giờ nhé. 0,0 có thể ra đây hoặc ra đây. Vậy nó có 3 khả năng của vị trí của 0,0. Vậy là mình một trường hợp thì có 4. 4 x 3 là 12. Đấy, bạn phải trừ đi 12 trường hợp mà nó gì nó vi phạm. Đấy, cái này vi phạm này, khi hai con không đứng cạnh nhau. Đấy, thì trừ đi 12 ra 24. Đây là số thuần tử thuận lợi cho biến cố A. Lấy cái con NA này chia cho không gian mẫu là 8 mũ 3.
được là 3 phần 64. Đấy, câu 45. Đấy, các bạn thử ghi nhanh vào đi. Nào, bây giờ mình nói sang câu 46 đi. Nào, câu 46 của mình nhá. Câu 46 thì thực ra câu này nó cũng không khó đâu. Để hướng dẫn các bạn nhé, để các bạn hoàn thiện nốt này, xem ra cái gì. Câu 46 là một câu có bao nhiêu là trị nguyên của m để cái phương trình này. Nó cùng đủ 6 nghiệm phân biệt ở trên đoạn từ 0 đến 5 pi trên 2. Thì đầu tiên em viết phương trình này ra đã này, 46. Phương trình của mình là cos 3x này trừ cos x này trừ 4 căn 3 trên 9 nhân m cộng với 4 căn 3 trên 9 mà không. Bạn đây chắc chắn bạn phải dùng công thức góc trên 3 rồi. Đấy, cos là 4 trừ 3 là 4 lần cos mũ 3x trừ đi 3 cos x trừ cos x trừ đi 4 căn 3 trên 9 m này cộng với 4 căn 3 trên 9 bằng 0. Thì các bạn mình thành là 4 lần cos mũ 3x trừ đi 4 cos x trừ đi 4 căn 3 trên 9 nhân m này cộng 4 căn 3 trên 9 bằng 0. Tất cả bạn này đều có 4 thì tôi chia cho 4 đi. Tôi chia cho 4 thành là cos mũ 3x trừ cos x trừ đi căn 3 trên 9 m cộng với căn 3 trên 9 bằng 0. Đến đây em có thể tiến hành cô lập m này. Được không? Em có thể tiến hành cô lập m. Vậy ra là gì? Cos mũ 3x trừ cos x trừ đi căn 3 trên 9 thì bằng là căn 3 trên 9 nhân m. Em sẽ khảo sát thằng này này. Em khảo sát thằng này em hiểu em chuyển đặt cos x bằng bằng t ấy, thì có phải thành là phương trình là t mũ 3 trừ t trừ đi căn 3 trên 9 bằng là căn 3 trên 9 nhân m. Bạn hãy coi cái này là ft. Vấn đề ở đây là bạn phải xem là t ấy, x của ta thì thuộc là 0 đến 5 pi trên 2. X thuộc khoảng ở đó đây. Đoạn từ 0 đến 5 pi trên 2. Mà người ta cần là 6 nghiệm phân biệt. Nhá, họ cần thế này. Vậy giờ mình xem là cái khoảng cái kia thế nào, là vẽ được cho lượng giác mình xem này. Không đây, 5 pi trên 2 chính là 2,5 pi. Thì 2 pi về đây không? Đi vòng là 2 pi về chỗ này. Vậy là thêm pi trên 2 nữa thì chỗ này. 5 pi trên 2 đây. Đấy, tức là đi xuất phát từ đây vòng quay lại bên chỗ này. Đi hơn một vòng vậy. Xem x của mình chạy khoảng nào nhá, cốt chạy khoảng nào nhá. Xin đừng cốt nằm. Vậy nếu trong miền này thì rõ ràng là cốt của mình sẽ trong đoạn từ trừ 1 đến 1 thôi. T của ta sẽ thuộc trừ 1, 1. Tuy nhiên đấy là bạn hình dung là ở trong trường hợp này thì tôi cần là 6 nghiệm phân biệt cơ. Đấy, 6 nghiệm phân biệt. Thì bây giờ em cứ nghĩ thế này này, ví dụ mà cái cốt nó bằng ở vị trí ở những chỗ này. Nói chung là nó nằm trong cái đoạn từ trừ 1 đến 1 ấy. Nói chung là trong miền này thì cả vào cũng không cũng được. Thì ví dụ là trường hợp này không phải khi mình gióng ấy. Khi mình có một giá trị cốt bằng m nhất định ấy, các bạn sẽ gióng một góc, bạn cắt được tròn tại bao nhiêu điểm? Thì ví dụ như trường hợp này là có 2 nghiệm này. Đấy, như cái chỗ thầy đang vẽ hiện tại này là 2. Các bạn mấy thằng này là 2 nghiệm. Tức là một cái con t cho hai con x. Giờ trường hợp này là 1t. Đây là 2 nghiệm x nhá. Một nghiệm nghiệm t, một nghiệm t sẽ cho mình là 2 nghiệm nghiệm x. Thế nhưng mà nếu ví dụ cắt ở cái vị trí đầu này, trừ 1 với 1 thì hình dung chỗ này nhá. Nó chỉ nghiệm nghiệm x thôi. Đấy, 1t chỉ cho 1 x thôi, kể cả bên cạnh thế. Đấy, 1t cho 1 x. Đấy, quy tắc này là 1 1. Ôi vật lý kìa. Và đây là 1 2. Thì bây giờ vấn đề mình làm sao để bây giờ có 6. Bây giờ tôi sẽ vẽ theo kiểu xoắn ốc như hôm trước mình làm nhé, để xem là cắt kiểu gì để cho nó có 6. Xuất phát từ chỗ này, từ chỗ 0 này, tôi đi một vòng về chỗ cũ của này không, sau đó đi vòng lên trên đây. Đấy, không này, đến đây là pi không? Đến đây là 2 pi đây này. Và đây là 5 pi trên 2. Nào hôm trước phải dạy các bạn vẽ kiểu xoắn ốc không? Và họ có lấy đồ mút nhá. Họ có lấy đồ mút. Bây giờ sẽ cắt thế nào để nó phải có tận 6 nghiệm cơ. Đó, bạn một là bạn suy nghĩ theo kiểu này để bạn chọn cái khoảng. Hai là bạn vẽ đường tròn xoắn ốc này, bạn cắt thử. Bây giờ muốn có 6 thì em nhìn nhá, ví dụ thử cắt này, nó sẽ cắt ở dọc dọc chỗ này này. Ví dụ như chỗ này, là chỉ có 1 đúng không? Đấy, chỗ này sẽ là gì? Chỗ này là có 2. Đấy, nhưng chỗ này này, ví dụ chỗ này này. 1, 2, 3. Đúng không? Tôi áng thử nha, ví dụ chỗ này.
1 2 3. Đấy, vị trí chỗ này nhá. Thì thực ra cái nếu chỗ 0 này này, đúng ra em hiểu cái 0 này với công 2 cái 2 pi thì nó trùng vào nhau đấy. Hiểu không? 0 với 2 pi thì nó trùng vào nhau ấy nhá. Đấy, ví dụ nếu cắt ở 0 này này, nếu cắt ở 0 này là nó chạm vào đầu 2 pi này. Có nghĩa là nó cắt ở mỗi chỗ vị trí ngoài cùng này thôi. Đấy, thì khi cắt đấy nhá, nó sẽ cắt đây này, cắt cắt đây. Thì nó chỉ cắt có hai nghiệm nghiệm thôi. Vậy họ nếu họ muốn 3 ấy thì có phải là phải có là hai lần cắt tại thế là 3 nghiệm. Từ từ cái hàm số này như nào? Mình phải khảo sát hàm này ra mình xem đã. Hàm bậc 3. Đúng rồi, phải khảo sát hàm này trước đã. F phẩy nào. E cái đấy là cộng căn 3 trên 9 nhé. Cái nào cộng em nhỉ? Cái lúc cô lập M ấy à? Thì cái bên kia là cộng căn 3 trên 9. Bên này cộng đây à? Cái này cộng á? Vâng ạ. Đây cái này phải trừ chứ, sao lại cộng? Cộng đi anh. Chỗ bên trên mà là trừ căn 3 trên trừ trừ 4 căn 3 trên 9 cộng với ok, cái này cộng. Cái này cộng đúng không? Đây là 3t bình trừ 1. Đấy, 3t bình trừ 1. Vậy nghiệm có phải là bằng t bằng cộng trừ 1 trên căn 3 không? Khảo sát ra nhá. T này, F phẩy này, F này. Để vẽ ra xem được. Có cộng trừ 1 trên căn 3. Trong trái ngoài cùng này. Rồi, T của mình lại thuộc từ trừ 1 đến 1. Trừ 1 có phải nằm bên này không? 1 nằm ở đây đúng không? Đấy, cái diễn biến nó xét như này. Thì rõ ràng cái FT của em nó sẽ chạy trong cái miền này thôi này. 1, 2, 3, 4, tính mấy cái giá trị này ra này. Tính cái F tại mấy cái con này này. Xem ra bao nhiêu. Tính cái chỗ này vậy. Trừ 1 ra mấy nhỉ? Trừ 1 có phải ra là căn 3 trên 9 à? Trừ 1 đây là trừ 1 này, cộng 1 này. Đúng rồi. Nếu mà 1 thay vào thì cũng bằng căn 3 trên 9 à. Đấy, còn hai con này em thay ra bao nhiêu? Cái này là thành... trừ căn 3 trên 9. Trừ 1 phần căn 3 ra căn 3 trên 3 anh ạ. Ra căn 3 trên 3. Cái con dưới đây là bao nhiêu? Trừ căn 3 trên 9 ạ. Trừ căn 3 trên 9 à. Vậy thì cái này giá trị này nó chạy như này. Căn 3 trên 9 này. Lên này. Đang là căn 3 trên 9 này, lên là căn 3 trên 3. Xong đi xuống là trừ căn 3 trên 9. Rồi lại lên là căn 3 trên 9. Giá trị nó chạy như này. Đúng, cái FT đang chạy như này. Bây giờ nó đang cần là có 6 6 nghiệm. Bây giờ vừa phải nghĩ lý luận T, vừa phải lý luận là không 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 thì mình xét như này đi. Đây không, mình dùng cái này cho dễ này, dùng cái cách này này đỡ phải vẽ xoắn ốc. Cái nếu mà vẽ, mình phải lý luận là hai nghiệm, có hai nghiệm thuộc cái khoảng này, hai nghiệm thuộc cái miền là một là thấp nhất là bằng không, thấp nhất là bằng không, t từ không cho đến một bằng bằng một thì không được. Tức là cái con T này này nó phải thuộc từ 0 cho đến 1, nhưng mà 1 không đến đầu mút nhá. 1 không lấy mút được. Từ 0 đến 1, 1 không lấy mút. Hai nghiệm phân biệt thuộc cái miền này.
2 nghiệm T thuộc cái miền này thì mới được. Nếu xét kiểu xoắn ốc thì phải chơi kiểu này. Còn không thì cách dùng cách này đi. Tức là bây giờ cái bạn này bạn hình dung nhá, cái giá trị này là ứng với trừ 1 này. Cái giá trị này ứng với 1 này. Thì em hình dung nhá, với T bằng trừ 1 với 1 ấy, mấy con này nó sẽ ra bao nhiêu nghiệm? Ở vị trí này là một nghiệm này, vị trí này là một nghiệm này, nhưng mà cái đầu bút 2P ấy, cái đầu bút 2P là nó đầu bút 2P là nó chỗ này này, cái điểm điểm này, này nó đi qua đây là hai lần. Vậy nếu cắt đây thì sẽ có hai nghiệm, cắt chỗ này là hai nghiệm. Thì em hình dung hai cái đầu này vô tình được bằng nhau luôn. Đấy, thì nếu với tương giao cắt nhau chỗ này nhá, thì đây một phát này, đây một một phát này. Tức là một nghiệm T đây, một nghiệm T đây. Nhưng cái nghiệm T chỗ này này, nhưng cái nghiệm T chỗ này nó cho hai nghiệm x. Hai nghiệm x, nghiệm chỗ này ra một nghiệm x, đúng không? Vì riêng nhá, chỗ này là ra trừ 1 này, chỗ này ra 1. Nhưng rõ này cái điểm này tính hai lần. Vì đây đang đi vòng đấy nhá. Nó về đúng chỗ cũ xong nó mới đi vòng qua. Đấy, thì thực ra là cả cái đoạn từ đây đến đây này, tính là nghiệm đều cắt hai lần hết. Nhìn nếu cắt toàn cắt hai điểm này, đây, đấy cắt hai điểm. Thì chỗ này là như này, nếu cắt ở vị trí này thì tối đa chỉ có 3 nghiệm thôi. 3 nghiệm như này, sau này 3 nghiệm là loại. 3 nghiệm là loại. Bây giờ tôi cần 6 cơ. Tôi cần 6 vậy cắt ở chỗ nào? Ví dụ tôi thử cắt nhé, cắt chỗ này. Thì không phải cắt đây một cái, cắt đây một cái không? Thì hiển nhiên hai nghiệm này nó không nằm trong miền, nó không phải là trừ 1 với 1 rồi. Đấy, một thằng ở chỗ này, một thằng chỗ này. Thì các bạn nó cứ rơi chỗ này là nó vị trí như vị trí này là sẽ cắt là một thằng này có hai nghiệm nghiệm x. 1t cho 2x. Đấy, chỗ này cho là hai nghiệm. Hai nghiệm chỗ này lại cho là gì? Hai nghiệm nữa. Vậy tổng cái này chỉ có 4 thôi. À, cái trường hợp này ví dụ là cái này có 4 4 nghiệm thôi. Cũng bị loại. Tôi cần 6 cơ mà. Cắt lên đây thì càng không không được. Đấy, ví dụ cắt xuống dưới xem sao nhá. À, chỗ này bị thiếu rồi. Tức là mình nhầm thiếu rồi. Cắt đây còn cắt một nhánh ở giữa đấy cơ mà. Sorry các bạn nhé. Cái trường hợp này là còn cắt ở đây ở giữa một điểm đấy cơ mà. Cái này là một này. Cái đầu này là con này xuống là một nghiệm này. Con này xuống là hai nghiệm này. Ô. Con này xuống là vị trí này có phải là được hai nghiệm không? Nhưng mà vị trí này nhá, chỗ căn 3 trên 3 ấy, căn 3 trên 3 là nó bị ứng với lại trừ 1 trên căn 3. Trừ 1 trên căn 3. Vị trí này là vị trí nào nhỉ? Bởi vì nếu cắt này, cái nhánh bên phía bên này này, cái nhánh bên phía bên tay phải này, là nó sẽ cắt được nhiều nghiệm hơn. Nếu mà T bằng 0, T bằng 0 thì ra bằng căn 3 trên 9. Đấy, 0. Ví dụ chẳng hạn đây chỗ này t bằng 0 đi, mình ghi chỗ này t bằng đúng rồi, cái này sẽ là t bằng 0 rồi này. Bởi vì giá trị ở cả cái hàng ngang này là căn 3 trên 9, chỗ này t bằng 0. Mà với t bằng 0 bạn nhìn nhá, nếu t bằng 0 thì nó sẽ cắt trên này dưới này là hai điểm, nhưng mà tuy nhiên là vì đầu bút trên này tính hai lần nên chỗ này là ra ba nghiệm. 3 1 2. 3 với 1 với 2 là chỗ này được này. Vậy cái trường hợp căn 3 trên 9 này được này. Và nếu nó cắt như này thì là 3 cộng 1 cộng 2 vừa đủ 6, 6 nghiệm luôn. Đúng rồi, cái này thành 6. Cái này nó không phải là 3 đâu mà là 6. Tại vì sao nhá, tại nói lại này. Cái này khi T bằng trừ 1, khi T trừ 4 nó ở vị trí này, một nghiệm duy nhất thôi. Đấy, T trừ 1 đây này, một nghiệm thôi. Nhưng mà ví dụ T bằng 1 nhá, nó là đầu mũ này. Như đầu mũ này mình hình dung này, do nó đi qua đi lại cái vị trí 0 này hai lần, cái chỗ điểm trên đường tròn này, này. Đi từ đây xuất phát từ đây đến đây này. Về chỗ cũ này đã phải lần thứ hai được không? Đấy, vậy nên chỗ này là hai nghiệm. Còn cái vị trí ở giữa này này cũng là bằng căn 3 trên 9 này, thì mình kiểm tra đây là F F0 F0 khi tay T bằng 0 nó bằng căn 3 trên 9. Vậy đúng cái chỗ này là ứng với T bằng 0 rồi này. Đấy, cái điểm này gióng xuống này, khi cắt ở chỗ này này ra T bằng 0. Mà T bằng 0 em dùng là T bằng 0 là chỗ này không? Cắt tại hai hai điểm như này. Em mà nhưng mà nếu trên đường tròn là cắt như này này. Cắt một lần này, cắt hai lần và cắt thế này, chỗ này là ba lần không? Vậy có phải chỗ này là ba nghiệm. Ba nghiệm. Vậy là ba nghiệm này, một nghiệm, hai nghiệm, chỗ này là 6 nghiệm. Đúng không? Chỗ này sẽ được 6 nghiệm. Mình check lại cái con số thêm nhé. Nó hỏi cái gì nhỉ? Nó hỏi là số giá trị nguyên à? Đấy, số giá trị nguyên là câu 46. Câu 46.
46 là C, đáp án này trường là C là 2. Đây, liệu cái vị trí này là được 6 này. Mình xem thử vị trí xuống dưới xem nào nhá. Đây mình chưa xét hết, chỗ này được rồi này. Vì cái chỗ này 6 nghiệm là ok này. Đấy, cái con 4 nghiệm này thì không không được bởi vì cái nhánh này cắt bên bên tay này, nó không có thêm nghiệm đâu. Bây giờ thử cắt xuống nhánh dưới nhá. Thêm nghiệm như này. Vị trí này thì hai nghiệm nó đều nằm ở bên bên bên, bên này. Đây bạn nhìn nhìn, đều nghiệm nằm bên tay phải của T bằng 0. Thì đây nhá, vị trí này này. Thì đây nó chính là chỗ này này. Có phải là 1 2 3 không? Thì ở đây mỗi vị trí này cho em 3 nghiệm. 3 nghiệm, chỗ này là cho 3 nghiệm nữa, 3 nghiệm x đi nhỉ. 1T này cho 3 nghiệm nghiệm x. Thì có phải vị trí này là được là 3 cộng 3 là 6 nghiệm không? 6 nghiệm. Thế còn xuống chạm đây thì không không được. Vậy thì tóm lại là muốn xảy ra được điều này ấy, thì khi cô lập M có phải là cái vị trí cái hàm số này một là phải là bằng căn 3 trên 9 hoặc là nhỏ hơn căn 3 trên 9. Đấy, và lớn hơn trừ căn 3 trên 9. Vậy là cái vế bên này mình ép nó vào nhá. Căn 3 trên 9M này nó phải lớn hơn trừ căn 3 trên 9 và nhỏ hơn hoặc bằng căn 3 trên 9. Thì cùng chia cả 3 vế cho căn 3 trên 9 đi, thì trừ 1 nhỏ hơn m, nhỏ hơn là bằng 1. Và m thuộc Z. Suy ra là m sẽ có số là số 0 và số 1. Đúng rồi, hai giá trị chuẩn luôn. Hai giá trị đáp án C. Ui giời ơi. Câu này tư duy nó hơi hơi về số lượng nghiệm nó hơi ấy đấy. Nó hơi bị nhọc đấy. Đấy, tại tại vì là như này, tại vì nó lại còn liên quan đến cả cái đồ thị cái hàm tương giao cái hàm bậc 3 này với cái thằng này này. Nên là phải tư duy rất kỹ ra xem là cắt như thế nào. Này, tôi phải tính hẳn là tôi vẽ ra này. Nên là giảng vậy có nắm được không? Nào, nó có 48 đây. Người ta nhìn nhìn cái hình đã. Đây này, nó bảo là f(x) đồ thị đạo hàm f', thấy chưa? Nó cho đây là đồ thị f f' nhá, f(x) này. Đây, đồ thị đây. Chắc phải chỗ này là đủ đủ viết đấy. Nhờ đây là của f(x) nhá. Đấy, xem là số này mệnh đề nào đúng. Ở đây nó hỏi đến min. Ok. Thế vậy thì nói gì thì nói, muốn làm gì thì mình cũng phải khảo sát đạo hàm. F phải trừ đi gì đây? X bình trừ đi cái này là gì? 3 phần 4 mà nhân với 2 thì thành là 3 phần 2x cộng 3 phần 2. Ok không? Tiếp theo mình giải g phải bằng 0 thì các bạn sẽ ra là F phải x bằng là chuyển vế sang x bình này cộng 3 phần 2x cộng 3 phần 2. Ok chưa? Thì đây là vấn đề là đây là tương giao giữa hai đồ thị, một là thằng f phải x, hai là cái thằng này đường tạo đồ thị này, parabol. Một bên là y bằng fx này, f phải này. Và một thằng nữa là gì? Y bằng là x bình cộng 3 phần 2x cộng 3 phần 2. Thì bạn nhớ những cái thằng parabol nhé, đỉnh y của nó sẽ luôn tọa độ là trừ b trên 2a trừ delta trên 4a nhé. Bây giờ mình tính thử cái tọa độ đỉnh y của thằng này đi. Trừ b là trừ 3 phần 2 chia cho 2a là chia cho 2, trừ 3 phần 2 mà chia cho 2 thì thành là trừ 3 phần 4, đúng không? Trừ 3 phần phần 4. Sau lấy trừ 3 phần 4 thay vào cái hàm này ra bao nhiêu các bạn này? Lấy cái hoành độ này thay vào đây, tính hộ anh đấy. Bấm 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 máy. Các em có thể nhập sẵn hàm này máy đi. Nhập sẵn hàm này máy xong thì tính mấy cái giá trị nữa cơ. Nhập sẵn thằng này máy đi. Xong cam giúp 15 anh phần 6. bao nhiêu 15 phần 6. À, 15 phần 16. 15 phần 16 sao nó khác nhỉ? Em thử X bình xem cộng 3 phần 2, X cộng 3 phần 2 đúng không anh? x bình cộng 3 phần 2 x cộng hay trừ nhỉ? Chưa trừ, em phải sửa lại trừ trừ đây, chuyển về quên không đổi đổi dấu. Trừ 3 phần 2 nhé, trừ. Bấm lại. Bao nhiêu đấy? Trừ 33 phần 16 ạ. Trừ 33 phần 16 rồi, ok, đỉnh là như này nhá. Vậy điểm này, đỉnh tôi vẽ trước này, trừ 3 phần 4, trừ 3 phần 4 là ở chỗ này. Trừ 3 phần 16 là khoảng hơn trừ 2 một chút. Đúng không? Nó là trừ 2 phẩy mấy đúng không em? Nó là trừ 2,06.
Đây bây giờ nó sẽ thấp xuống đây gì nhá. Đây, đỉnh của nó đây này. Trừ 33 phần 16 đây. Đây còn trừ 3 phần 4 đây. Đây, đỉnh y chỗ này nhá. Sau đó thì tôi bây giờ muốn vẽ parabol tiếp, tôi phải lấy thêm vài điểm nữa. Ví dụ tôi lấy đây, tôi lập một cái bảng giá trị đi. X y này, ví dụ lấy x bằng 0. X bằng 0 thì y bằng trừ 3 phần 2. 0 trừ 3 phần 2 trừ 3 phần 2 nó là 1,5 đây chỗ này này. Ví dụ lấy x em bấm thử x bằng 1 xem nào. Linh bấm bằng 1 xem nào. Bấm âm 1 ra 1 đấy ạ. Đi qua điểm này. Đấy, những điểm này có ý. Bấm âm 3 đi. Âm 3 nó ra 3 ạ. Ngon chưa? Đi qua điểm này. Không phải tự dưng nó lấy mấy điểm này đâu nhá. Nó cho gợi ý đấy. Cái y là trừ 3 phần 4 với gì ạ? Trừ 3 phần 4 với lại trừ 33 phần 16. Được chưa? Thế vậy thì ra parabol nó đang đi qua những điểm này. Bên nhánh bên này là có 3 điểm rồi nhá. Bên nhánh này thử lấy thêm điểm. Em thấy lựa lấy thử âm 2 nó đi. Để vẽ cho nó chính xác. Trừ 1 phần 2 ạ. Trừ 1 phần 2. Ok, đây ví dụ là âm 2 chỗ này này, sẽ trừ 1 phần 2. Đấy, thì này đi. Thì mỗi mỗi nhánh là tôi được 3 điểm. Bên này là 3, bên này là thêm 2 điểm. Có phải vẽ parabola cứ 5 điểm là vẽ được không? Đi như này. Ok, chờ nhánh này xong nhá. Nhánh này này. Có chưa nào, vẽ hạn đi ra ngoài bắt rồi. Đây. Đồng ý không? Đấy, thì đây là parabola đây, đường màu xanh này này. Đấy, rồi vẽ xu hướng đấy thôi. Chứ còn đây vẽ này nó hơi bị lệch lạc tí, không sao. Bây giờ vấn đề ở đây là nó là tương giao hai thằng này. Thì bây giờ để mình muốn biết được dấu của g phẩy, tôi phải biết là thằng nào hơn thằng nào đúng không? Thì bây giờ tôi cứ thử giải là g phẩy lớn hơn không? Có phải em sẽ ra là f phẩy phải lớn hơn cái thằng parabol này không? Lớn hơn cái về bên này tức là lớn hơn parabol. Cứ khi nào f phẩy nằm trên parabol thì g phẩy dương. Nào, chỗ nào f phẩy nằm trên parabol nhá thì g phải dương. F phải của em là cái đường đề bài cho sẵn này này. Parabol là đường màu xanh. Ok chưa? Parabol đường màu xanh nhá. Vậy đường nào đường màu đen mà nằm trên đường màu xanh thì là dương. Đây, đen là có phải phần này đen nằm trên trên xanh không? Dương nhá. Chỗ này đen nằm dưới này, âm này. Đây cái mảng này đen nằm dưới không? Sau đó này. Đây là đen lại trên xanh lại dương chưa? Đấy, dương này. Xong lại đen xanh ở trên dương xanh ở trên đen thì gọi là âm. Ok chưa? Đấy. Sau đấy là tôi vẽ bảng biến thiên của G ra. X này. G phải G. Vậy có những giá trị nào? Chỗ này nhá, cắt nhá. Em nhìn những tương giao nhá. Cắt đây thì âm 3 này. Cắt đây tại một cái chỗ này là chỗ trừ 1 đúng không? À, Linh ơi bấm 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 con trừ 1. Quên nãy không tính con này. Con trừ 1 có phải ra âm 2 không? Bấm lại. Quên mất chỗ này. Vâng, nó là âm 2 anh ơi. Đúng luôn, đi qua điểm này nha. Vậy là đi qua chỗ này có điểm tung độ hạnh độ trừ 1 nữa này. Chỗ này là 1 này. Đấy, hết nhá, hết giao điểm nhá. Thì cái những chỗ này đều cho bằng 0 này. Này, còn nhìn nhá, dấu vào đây em vừa điền thử này này. Dương này. Âm này. Dương này. Âm này. Vậy đi lên này. Đi xuống này, đi lên này, đi xuống này. Và nó set min trong miền là trừ 3 đến 1. Đây, tôi set trong miền từ trừ 3 cho đến 1. Đây, tôi khoanh cái vùng này lại cho bạn xem. Đấy, min có phải tại tại chỗ này không? Min chính bằng là g tại âm 1. Đấy, min là g tại âm 1 đáp án D. Đúng không ạ? Đấy, nhìn nhá, miền này đi xuống đi lên thì min ở chỗ này là chắc là gì nữa. Đấy, như câu này là phải ăn được nhá. Câu 48. Đúng rồi, đáp án D, chính xác luôn. Nha. Em chữa câu 48 vào đi. Đấy, nói câu này thì mình nghỉ nhá. Mấy ok thì các bạn suy nghĩ thêm. Có gì hôm sau mình gặp nhau mình lại nghiên cứu tiếp. Như kiểu câu 50 tiệm cận này mình cũng làm được này. Trong thế thôi, đề này nhìn nó một số câu để mình hơi hoảng thôi. Còn ngoài cái câu mà như trăng dây ra thì tôi thấy nó cứ viển vông làm sao ấy. Còn lại bạn đều có thể xử lý được. Nó là hàm ẩn. Anh ơi. Ôi. Anh chưa cho em câu câu một câu này với không? Câu đây, ở đâu? Để em gửi lên nhóm. Gửi xem nào. Đây Mạnh hỏi mình cái câu câu này. Câu hỏi Mạnh hỏi nhé. Một câu thứ nhất là câu 22 cho Mạnh hỏi này.
hàm số y bằng 2 trừ 1 trên x cộng 1 này, đồ thị ở hình H. Đấy, và điểm M bất kỳ thuộc H. Thì bây giờ cái điểm M ấy, thì khoảng cách thứ hai tiệm cận nhá. Tới hai tiệm cận đây, tiệm cận này, ngang của nó là y bằng 2 đúng không? Đứng của nó là x bằng âm 1. Đấy, điểm M thì chỗ nào thì tôi nói chung là tôi không biết, bên này hoặc bên này chưa biết được. Nhưng mà khi con M nó thuộc vào đây này, nó thuộc vào cái đồ thị H này này, thì rõ ràng cái điểm M nó có dạng như sau. Ví dụ tôi lại gọi là xm, và lấy xm thay vào đây thì là 2xm trừ 1 trên xm cộng 1. Điểm M như này. Ví dụ là con M chỗ này đi. Đấy. Thì có phải bạn sẽ muốn tính khoảng cách này. Ví dụ muốn tính khoảng cách đến cái này đi, đến tiệm cận đứng đi. Ví dụ là khoảng MK này này. Đấy, cái D cho từ M cho đến tiệm cận đứng. Thực ra nó chính là bằng là cái đoạn MK này, trong hình là đoạn MK. Và bằng cái MK này thì có phải em lấy cái hoành độ của M, em trừ đi cái hoành độ của cái chỗ K này, mà hoành độ của K này chính là âm 1. Thì bạn lấy là xm trừ đi 1. Tuy nhiên là M có thể là bên này thì nó âm, lấy trừ đối với đây. Đấy, tương đương nhá, tương tự nhá, khoảng cách từ M cho đến tiệm cận ngang là cái đoạn, ví dụ là đoạn MH này. Thì cái MH này có phải bạn lấy là cái chênh lệch giữa tung độ của M, tung độ M trừ đi tung độ H không? Tung độ H thì bằng 2. Vậy đấy này là đoạn MH. Và MH tôi lấy là trị tuyệt đối của lấy cái tung này trừ đi 2. 2XM trừ 1 trên XM cộng 1 trừ 2. Thì cái này mình quy đồng lên một chút đã nhé. Bằng này 2XM trừ 1 trừ 2XM trừ 2 trên XM cộng 1 trị tuyệt đối. Trừ 1 trừ 2 có phải là ra là âm 3 không? Vậy được là 3 trên trị đối thì đối có xm. À đâu, cái này là xm trừ đi trừ 1 cơ mà. Trừ đi trừ 1 là thành cộng cộng 1. Đấy thì thế thì nó mới ok được. Ok chưa? Thế vậy là mà đã bảo là tích 2 này nhá. Tích 2 này có phải lấy cái d này. Đấy, nên d tiệm cận đứng nhân với lại d tiệm cận ngang không? Đấy, thì có phải bằng là trị đối có xm cộng 1 nhân 3 trên trị đối có xm cộng 1 bằng 3. Đáp án là C mạnh nhá. Xong câu 22 của em này. Câu này dễ cực luôn. Ok chưa? Chỗ này mạnh hiểu không? Đây này, con mà nó chạy trên cái đồ thị này này. Đấy, kiểu này tôi nói chung là tôi cũng không quan tâm lắm, kệ nó, cứ viết áng áng thôi. Bây giờ thằng này đồng biến à? Ừ, thằng này đồng biến. Nhưng đây vẽ nhầm nên nó như này cơ. Thôi không sao. Mình không quan trọng lắm cái tính chất đồng biến nghịch biến ở đây mà. Cô anh à, sao nó lại là xm cộng 1 vậy? Em vẫn chưa hiểu vấn đề đó. Hiểu nhá, em hình dung nhá, cái đoạn MK ấy, thực ra em lấy là cái hoành độ của thằng M. Nếu ở vị trí này lấy hoành độ của M trừ hoành độ của K không? Tức là x của M trừ đi, cái x của K là x trừ đi trừ 1. Trừ đi trừ 1 phải cộng 1 đúng không em? Ok chưa? Lấy xm trừ đi trừ 1. Tiệm có đứng là x mà trừ 1 mà. Rồi anh ơi. Ừ. Đấy là 22 nhá. Nào bây giờ mình nói thêm câu câu em hỏi là câu câu 10 đúng không? Trong cái đề của em là câu 10 này. Nó là cho hàm số này y bằng x bình cộng với mx trên 1 trừ x. Nó có cái khoảng cách giữa hai cực trị bằng 10. Thì đầu tiên mình cứ đạo hàm đã, y phẩy u phẩy nhân v là nhân với lại 1 trừ x trừ đi v v phẩy, cái con này là âm 1 không, thì thành cộng cộng 1 nhân với x bình cộng mx trên 1 trừ x là cả bình, nhân tung ra 2x này trừ đi 2x bình cộng với m trừ mx cộng x bình cộng mx lại trên cái mẫu này bình, vậy là trừ x bình này mx với trừ mx là hết, thành là cộng 2x cộng m trên 1 trừ x tất cả bình, được chưa? Bây giờ đầu tiên mình hiểu nó phải có hai cực trị đã. Hai cực trị thì khi và chỉ khi là y phẩy bằng 0 có hai nghiệm phân biệt khác 1, đúng không? Thì này, delta phẩy bằng b phẩy bình là 1 trừ đi ac là cộng với m dương
Nhiễm khác 1 thì lấy 1 2 vào đây, trừ 1 bình cộng 2 nhân 1 cộng m khác 0. Vậy là m ra m lớn âm 1. Dưới thì là m cộng 2 trừ 1 là m cộng 1 0. Thì m khác trừ 1 ok, lấy điều kiện này nhé. Vậy đây, đây sẽ có hai cực trị đây. Sau khi có hai cực trị rồi bây giờ nó đòi khoảng cách hai cực trị bằng 10. Khoảng cách bằng 10, tức là ví dụ em hiểu thường cực trị thứ nhất là điểm A nhá, tọa độ là x1 y1. Thì điểm B tọa độ là x2 y2. Thì nó đòi là đoạn AB thì bằng 10 này. Được chưa? AB bằng 10 mà cái công thức tính độ dài đoạn thẳng chính là hoành bình cộng với hiệu tung bình căn bậc 2. Nhưng mà nếu mà để cái này mà lấy cái con này mà thay thì vỡ mồm. Đúng không? Bạn nhớ cái phương trình đường thẳng của hai cực trị không? Đường thẳng qua hai cực trị. Đối với hàm phân tích này có phải mình lấy tử đạo hàm chia mẫu đạo hàm không? 2x cộng m chia mẫu đạo hàm là âm 1. Vậy nó đường là trừ 2x trừ m. Nhá. Khi có đường này xong rồi thì tôi thấy là tôi sẽ thay cái con A con B này thành con A con B mới. A sẽ thành x1 này. Trừ 2x1 trừ m. Và điểm B là gì? x2 trừ 2x2 trừ m. Thì hiệu hoành bình nhá. Thay này, hiệu hoành bình vẫn là để nguyên như vậy. Nhưng hiệu tung bình này, lấy hai con này trừ đi có phải là m trừ với m là hết này nè. Hai này trừ đi thành là âm 2 nhân với x1 trừ x2 tất cả bình căn bậc 2. Thì đây có phải bản thân thế này sẽ là 2 âm 2 bình là 4, 4 với 1 là 5. 5 nhân với x1 trừ x2 tất cả bình. Sau đó thì tôi sẽ dùng vf vào đây. 5 nhân này x1 cộng x2 tất cả bình trừ 4 lần x1 x2. Nha. Vf đây tổng này. x1 cộng x2 thì bằng là trừ b trên a. Trừ 2 trừ 1 là bằng 2. x1 nhân x2 thì bằng c trên a là bằng trừ m. Thay số này. Vậy là gì đây? 5 nhân với này, tổng bình là bằng 4 bình là 16 trừ đi 4 nhân cái này là cộng 4m trong căn bậc 2 mà bằng nên là bằng 10. Vậy thì cái căn này có 16 cộng 4m là bằng 2. Đúng không? Đây là 16 cộng 4m là bằng 4. Chia cho 4 đi cho gọn. Hoặc là mình rút ra đây này, 4m bằng lấy 4 trừ đi 16 là âm 12. Vậy m là âm 3. Có đáp án không em? Ơ, từ từ đã. Nhầm gì nhỉ? Nhầm dấu đâu nhỉ? À, bỏ cha. Cái con 5 bên trong căn. Viết nhầm. Nó nằm trong căn cơ mà. Giải nhầm mất rồi. Vậy cái này là bình lên. Bình lên thì bằng là 5 nhân với cái cụm này. Đúng không? Thôi bỏ này đi nhá. Vậy là 5 nhân với cái 16 cộng với 4m bằng là 100. Được không? 100. Vậy là 16 cộng 4m bằng 20. 4m là lấy 20 chia trừ đi 16 là bằng 4. M bằng 1 à? M bằng 1 đúng không ạ? Cái này em tra đáp án không phải M bằng 1 không? Em tra như giờ M nó ra bằng 4 đấy ạ. Này 4 á. Em soát lại, em sửa soát lại cái bức tính cho nào. Đây, thay số được như vậy đây. Bây giờ em chỉ cần soát lại thôi, còn cái cách làm nó sẽ như này. Và M bằng âm bằng 1 thỏa mãn M lớn trừ 1. Đấy, nhiều khi cha nó không đúng hẳn câu đấy đâu. Các bạn soát lại kết quả cho anh với. Link tính lại là link này. Chúng là lag rồi. Tổng bình mà, sẽ lại 16. Con này là 4. Vỡ mồm. 4 nhân chứ. 5 nhân nên cái cụm này trong này là 4 trừ đi. Vậy là 4 cộng 4m. Vậy là 4m. 4m bằng 16. M bằng 4 mạnh ạ? À? Đúng rồi. M bằng 4. Ok. Thế chỗ này giải nhầm. Đúng rồi, lag thật. Các em chữa vơn vào nốt cái này rồi đi. Ơi. Anh nghe cái đường thẳng qua hai cực trị là anh lấy cái y cho y phẩy đấy ạ. Tử đạo hàm trên mẫu đạo hàm ấy, nhớ không? Phân thức bậc 2 trên bậc nhất lấy tử đạo hàm trên mẫu đạo hàm là ra đường qua hai cực trị luôn. À đúng nhỉ. Đây, phải rồi em quên cái đấy.
Đấy nha, phẩy phẩy thằng này xong chia thằng này, phẩy là âm 1 không? Lấy ra này. Nhớ lại lúc chưa? lúc đầu em cũng định thay cái a x 1 y 1 cái b x 2 y 2, em thấy vỡ mồm rồi, thế thôi em quay được quay xe anh ạ. Ừ, tại vì thay này bậc nó cao mà lại còn mẫu số nữa thì giải thì chết. Tắt điện. Em phải dùng cách này nhá. Hàm này nó còn ngon, nó còn cho là đây là hàm phân thức ấy. Chứ nó nhầm cho hàm bậc 3 em ngồi chia đa thức là cũng căng đấy. Cho này là vẫn còn dễ. Dạ được vâng, vậy chưa xong được rồi đấy hả? Hả? Xong chưa? Xong rồi. Ừ, ok.